Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì Thẩm mỹ quốc tế Bali lại cho mọi người show cho mọi người thực tế một ca giảm mỡ rất là thành công của Thẩm mỹ quốc tế Bali này. Đây là hình ảnh giảm khách thật của chị Huyền của Bali nhé. Trước khi làm, chị Huyền ơi, bụng ngày xưa của chị Huyền nhiều mỡ đúng không ạ? Và mỡ cũng khá là dày và cứng này. Em nhìn thấy là bụng nó cũng chia thành hai ngấn rõ rệt này chị nhỉ? Đấy, mỡ nó, cái vùng bụng dưới nó chảy hẳn xuống dưới luôn. Nhìn nó mặc đồ, mặc biết các thứ là nó cũng sẽ bị nhìn rõ đúng không chị? Hơi bị xấu đấy. Vâng, và đấy, hôm nay là như mọi người có thể nhìn thấy là kết quả là sau 15 ngày giảm mỡ của Thẩm mỹ quốc tế Bali, chị Huyền có thể là công bố hộ em cái số đo được không ạ? Mình đã giảm tổng cộng bao nhiêu phân ạ? Rồi ok, chị đang nghe điện thoại nhá, thì hiện mình sẽ từ 90 91 đấy. Xuống còn có 80. Xuống còn bao nhiêu rồi ạ? Xuống còn 80. 80 là cho một vòng đúng không hả chị? À vâng. Còn vòng bé nhất thì giờ còn có 67 thôi. À thế ạ, thế là trung bình là nói chung là mình đã giảm được khoảng tầm 28 đến 30 cent cho 3 vòng đúng không ạ? Rất là nhiều. Đó, như mọi người có thể nhìn thấy là hầu như là không còn một cái chút mỡ nào nữa đúng không ạ chị Hiền? Bây giờ rất là đẹp rồi, chị Hiền có thấy tự tin với cái body này không ạ? Tự tin rồi. Vâng, đây như mọi người có thể nhìn thấy nhá, nhìn vòng eo của chị rất là đẹp. Đây, mọi người nhìn lại cái hình ảnh khi mà chị Huyền đến với Thẩm mỹ quốc tế Bali nhá. Bụng lúc này của chị là mỡ tích tụ rất là lâu năm nên là mỡ cứng và mỡ nó bị một chút cái mỡ sen cơ nhá. Thì đối với cái mỡ này đầu tiên thì Thẩm mỹ quốc tế Bali sẽ làm hóa lỏng, sau đó thì sẽ điều trị với các cái công nghệ giảm mỡ một lần lipo slimming. Và hôm nay là chị Huyền đang đi cái buổi dưỡng Cavilite nhá mọi người nhá, để có thể nó sẽ tạo thành định hình cái bụng eo. Chị Huyền có thể chia sẻ là về nhà thì mọi người có bất ngờ và có hỏi mình nhiều về cái bí quyết giảm mỡ không chị? Có chứ, mọi người khen bảo đấy, tự dưng mà cứ thấy vâng. Thì cơ thể em cứ lại đẹp thế đấy. Bây giờ là mặc váy ôm các thứ là cũng tự tin đúng không chị? Không sợ như là hiện tại bây giờ là nhìn thấy cái hõm eo rất là đẹp rồi đó, với cái công nghệ làm mỗi một lần lipo slimming thì sẽ giảm cho khách hàng ít nhất là từ 10 đến 30 cent nhá. Thì với cái cơ địa của chị Huyền đây thì là của chị là mỡ là mỡ sau sinh nhá. Đó, mỡ sau sinh thì mọi người có thể nhìn thấy là nhưng mà tích tụ rất là lâu năm, thì đầu tiên là Bali sẽ sử dụng làm mỡ mềm ra này, xong sau đó sẽ sử dụng cái công nghệ lipo slimming. Đó, và đến bây giờ là mỡ là sờ rất là lỏng đúng không chị? Vâng. Chị Huyền là một khách hàng rất là thân quen của Bali và đã từng làm gọi là rất là nhiều những cái dịch vụ của Bali khác rồi. Đó. Về nhà chị Huyền có ăn uống hay là mình có tập luyện thêm cái chế độ gì không chị? Mình kết hợp vào tập luyện thì nó sẽ tốt hơn. Vâng, nó đào thải nhanh hơn đúng không ạ? Nó sẽ đấy, có hiệu quả hơn. Vâng, sau 15 ngày thôi mà mình đã giảm được tổng cộng là gần 30 cent. Và xuống được bao nhiêu ký rồi nhỉ? À, tối chị vào thì khóa cửa thôi. Chơi mình xuống 5 ký rồi các bạn. Mà nó nhiều xuống là tập trung ở vùng bụng thôi đúng không chị? Đúng rồi, chỉ mỗi vùng bụng thôi. Vâng, cái phòng nó vẫn bình thường. Dạ vâng, đúng rồi, thì cái công nghệ này của bên em thì nó sẽ điều trị trúng đích cái mô mỡ của mình. Thì những cái vùng xung quanh khác nó sẽ hoàn toàn bình thường, không vấn đề gì nhá. Đấy, thì mọi người nhìn thấy là bụng bây giờ chị Huyền sinh năm bao nhiêu rồi chị? Thế tối hôm nay chị đồng năm 70. 70. 70, một cái vóc dáng 70 da quá là đẹp luôn đấy chị ạ. Da săn mà nó không bị trùng nhão chảy xệ một chút nào. Đi cái máy này có thoải mái không chị? Thoải mái mà. Vâng. Hình như là bây giờ lên miệng rồi sao? Miệng luôn rồi đúng không ạ? Nói chung là cứ khách hàng đến bên em là hầu như đều miệng hết. Vâng, là phải qua, ví dụ mà làm giảm béo thành công xong là lại phải làm da. Tình cảm đi dưỡng chứ không đi dưỡng thì nhớ. Vâng. Cái nhiều máy thì nhớ. Vâng, cái công nghệ này mình đi dưỡng thì nó sẽ vẫn giữ cho mình được cái form chị ạ, cho nó đẹp. Đó, như mọi người nhìn thấy nhá, chị Huyền khách hàng giảm rất là thành công với một cái số đo là gần 30 cm cho 3 vòng và giảm được 5 kg mỡ ở riêng ở cái vùng bụng không thôi. Đó là một cái kết quả mà rất là bất ngờ và rất là đáp ứng nó rất là tốt ở cơ địa của chị. Mọi người có bất kỳ những cái băn khoăn hay thắc mắc nào thì mọi người hãy để lại số điện thoại bên dưới kèm theo với cái tình trạng những cái vùng mà khách hàng muốn giảm nhá.
Chị Huyền ơi, em cảm ơn chị Huyền rất nhiều nhá. Cảm ơn chị Huyền chia sẻ gọi là chị rất là nhiệt tình. Chị cảm ơn em ấy. Vâng. 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 Vâng.